Kết hợp đi. Sao? Đây là không đợi được à? Chuẩn bị là 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hát đi. Hát bài đêm qua mà bác Hồ đi. Hello, hay quá nhỉ. Kéo ra, mình đang tô màu gì đấy? Cái màu đỏ. À, màu đỏ à? Tô siêu nhỉ. Sao này làm nghề sơn ô tô à? Tô tiếp đi con. Đôi đồng mẹ đây. Đây tô đồng mẹ. Đây là Đấy, tôi sắp xong rồi. Rồi, mình tôi siêu nha. Sao cái tô ở dưới này con? Bác chắc mẹ lấy màu đấy. Tô ở dưới à? Chạy bằng cơm à? Đi đi à? À. Ôi, thôi, quẹt vào tay rồi. Quẹt vào tay rồi kìa. Tay bên này này. Một tí rửa cho không nó dính à. Cay đấy. Ui trời. Thôi tôi có một bộ lòng mặt cũng vậy. Vừa vừa ấy nhưng mà bộ lòng mặt. Không uống sữa kìa. Lên cho bé.
đó. Ông bạn đâu? Ông bạn chú ăn cơm. Quá nhỉ. Ôi trời ơi, thương quá nhỉ. Kiến đâu? Đâu? Đâu kiến đâu? Ôi không nhè á. Ôi sao? Hả? Kiến á? Kiến á? Đánh sạch chưa? Nhà máy cung điện lớn nhất thế giới ở tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc đã bắt đầu đi vào vận hành một phần. Nhà máy điện là nhà máy hỗn hợp điện mặt trời thủy điện được xây ở 4.600m so với mặt biển. Bao nhiêu sâu? Có công suất là 1 triệu kW. Có diện tích khoảng 1 km². Nhà máy sắp xong rồi. Có khả năng đáp ứng nhu cầu năng lượng của 700.000 gia đình. Không đánh được á? Hay chơi gì khác? Trong một hình ảnh của cuộc sống hôm nay, chúng ta sẽ cùng chơi khác nha. Tôi là Châu Nhi. Hả? Tôi là Châu Nhi. Chơi cái nào? Chơi đâu? Nỗ lực để phục vụ, phục sự tốt, phục sự nhân dân. Chơi khác nhá. Chơi vẽ nhá. Bỏ tay ra nào. Sao? Nào, bật lại nào. Tắt đi xem nào, bật lại. Chơi cái gì? Ông bạn đâu? Đấy, chọn đi. Quảng cáo, đang quảng cáo chờ một tí. Đây. Ơ, búp bê đâu rồi? Tay búp bê đâu? Ủa, mất một tay à? Một tay bên kia đâu? Ủa?
Đây này, rơi ở giường rồi này.